Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Jun Byung-seo đang ở thăm Mỹ, ông John Kerry cho rằng nếu Triều Tiên tái khởi động tổ hợp hạt nhân này sẽ vi phạm trực tiếp các yêu cầu của cộng đồng quốc tế. Đây là một hành động khiêu khích, đi trái với lộ trình các bên đã đưa ra trong những năm qua. Chúng tôi đã nghe những lời khoa trương không thể chấp nhận được của Triều Tiên trong những ngày qua. Và tôi muốn nói rõ rằng Mỹ cam kết làm những điều cần thiết để bảo vệ đất nước của chúng tôi cũng như quốc gia đồng minh là Hàn Quốc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Jun Byung-seo cho rằng các cuộc đối thoại sáu bên vẫn là giải pháp tối ưu cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Các thành viên của nhóm đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đều tuyên bố rất rõ ràng rằng, mặc dù đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng các cuộc đối thoại sáu bên vẫn là một phương pháp hữu ích nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng ngày hôm qua tuyên bố đã điều thêm tàu khu trục thứ hai tới Thái Bình Dương nhằm đối phó lại mọi hành động gây hấn xuất phát từ phía Triều Tiên. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng căng thẳng ngày càng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng đối thoại là con đường duy nhất hiện nay mà các bên cần hướng tới.